Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Trong bản tin Daily News ngày hôm nay thì Tùng sẽ cùng với quý anh chị tiếp tục đi đến một cái trend gọi là trend farmstay, homestay nghỉ dưỡng cuối tuần, bỗng dưng thành thành nhà đầu tư tháng lớn nhờ giá đất tăng cao. Thì đây sẽ là một trong số những cái trend sẽ phát triển trong vài năm tới, một cái thị trường ngách mà các anh chị có điều kiện cũng nên quan tâm. Cái này chúng ta có thể là không cần đầu tư mà chúng ta có thể quan tâm đến cái xu hướng này. Cái xu hướng này là xu hướng mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái bản tin Daily News ngày hôm nay nha thưa quý anh chị. Xu hướng người Hà Nội đổ dồn về Hòa Bình săn quỹ đất đẹp để trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa rừng núi ngày càng gia tăng. Ngoài mục đích nghỉ dưỡng, không ít nhà đầu tư tay ngang kỳ vọng sẽ chốt được khoản lời lớn nhờ giá đất tăng mạnh. Covid-19 như trở thành tác nhân đẩy nhanh xu hướng rời phố về rừng, mua đất xây nhà trồng cây hơn trồng cây. Hơn một tuần trước, ông Nguyễn Văn Ngoan, 58 tuổi, Hà Nội vừa chốt một lô đất lớn tại Hòa Bình, khu vực chỉ cách Hà Nội khoảng 40 phút di chuyển. Mức giá ông phải trả cho lô đất lên tới gần 1 tỷ đồng, trong đó có khoảng cỡ 200 mét vuông thổ cư và phần còn lại là diện tích đất sản xuất lâu năm. Thì thưa quý anh chị, thì bây giờ chúng ta đang cái trend farmstay này đã phát triển trong vòng 2 năm vừa qua về các cái vùng đồi núi. Trước đây thì khi mà chúng ta nói những cái second home, những dòng nghỉ dưỡng dưỡng ví dụ như là biệt thự biển hay condotel thì đã phát triển trong chu kỳ trước, đã phát triển rất là mạnh tại với các khu vực biển. Thì bây giờ cái trend, cái xu hướng về việc mà sở hữu một cái second home nằm tại khu vực đồi núi sẽ phát triển rất là mạnh trong vài năm tới, mà bây giờ nó đã phát triển rồi. Đặc biệt là trong tại thị trường miền Nam thì trong vòng 2 năm qua thì thị trường Lâm Đồng là thị trường nóng sốt nhiều nhất trong toàn bộ các thị trường, mà có thể nói là nếu như nhà đầu tư nào đầu tư trong thị trường Lâm Đồng trong vòng 2 năm vừa qua, từ năm 2019 đến năm 2018, 2019 thì họ đã đạt được những cái lợi tỷ suất lợi nhuận rất là lớn tại khu vực Lâm Đồng trong mấy năm trước. Hiện tại bây giờ thị trường Lâm Đồng thì cũng đã giảm nhiệt đi rất là nhiều, từ bắt đầu từ khi mà bắt đầu có quý năm 2021 đã bắt đầu giảm nhiệt khá nhiều rồi. Nhưng mà trong tương lai thì cái việc mà khu vực Bảo Lộc hay khu vực Đà Lạt thì vẫn còn cái dư địa để phát triển nữa, với cái xu hướng cái nhu cầu mà chúng ta sẽ cần một căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng cũng như là tránh xa những cái ồn ào bụi bặm của thành phố. Thì cái việc mà nhu cầu anh chị sẽ muốn sở hữu một căn nhà thứ hai tại các khu vực như biển hoặc là các khu vực như là đồi núi thì có cái nền nhiệt độ thấp hơn so với các khu vực trung tâm thành phố, thì rõ ràng đây sẽ là một cái xu hướng. Và đặc biệt là nếu như mà những cái nơi nào mà có cái việc mà kết nối di chuyển giao thông chỉ trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, gần với thành phố, trung tâm thành phố, thì chắc chắn sẽ là những cái điểm mà anh chị có thể lưu tâm. Đây là một cái trend mà đặc biệt là ngay cả bản thân Tùng thì cũng đã có sở hữu một số cái bất động sản dòng farmstay này, nhưng mà ở khu vực Nhơn Trạch. Thì cái này là theo cái định hướng rất là dài nha thưa quý anh chị. Đó thì chúng ta sẽ cần, đối với những cái người mà dạng second home này, đối với các loại biệt thự biển hay condotel, thì việc mà chúng ta muốn sở hữu những cái loại bất động sản đó thường là chúng ta cần có khá nhiều tiền. Nhưng mà đối với những cái loại bất động sản farmstay này thì với mức giá chỉ khoảng 1 đến 2 tỷ đồng là anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được rồi. Đấy, và tiếp theo là cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hệ lụy từ cái việc mà phát triển ở Lâm Đồng trong 2-3 năm vừa rồi về cái việc mà phát triển nhanh cái loại hình bất động sản gọi là đất nền second home nha thưa quý anh chị. Lâm Đồng kiểm tra vụ cạo chọc quả đồi 36 hectare và hô biến thành dự án La Melody. Cái dự án này, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc kiểm tra các dự án phân lô bán nền trên địa bàn sau loạt bài không không cần lập dự án quả đồi 36 ha ở Lâm Đồng bị xẻ thành 1.000 đất nền đất để bán. Cụ thể, với văn bản ngày 20 tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ghi rõ ngày 15 tháng 5 năm 2021,
VTC News có bài viết đưa tin phản ánh không cần lập dự án quả đồi 36 hecta của ở Lâm Đồng bị xẻ thành 1.000 đất nền để bán. Tiếp thu phản ánh, Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Bảo Lộc theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức kiểm tra xác minh các thông tin theo phản ánh của VTC News. Thì cái vấn đề này thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều ở thành phố Sài Gòn của chúng ta, cái khu vực miền Nam, đối với một số dự án mà các chủ đầu tư nhỏ lẻ họ có thể gom những quỹ đất khoảng cỡ vài hecta cho đến khoảng cỡ vài chục hecta nhưng mà không muốn lập dự án, bởi vì đối với những dự án là dưới 10 hecta thì phải xin tỉnh, còn đối với các dự án từ trên 10 hecta trở đi thì chúng ta phải xin một cấp cao hơn tỉnh, nghĩa là đi về tận trung ương. Chính vì vậy mà cho nên là cái câu chuyện mà để mà lập một cái dự án 1/500 ấy, thì cái việc mà xin dự án này rồi các cái thủ tục giấy tờ về pháp lý của cái dự án nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư nhỏ thường đi tắt theo phương pháp gọi là lách luật, thì họ sẽ sử dụng một số thủ thuật để có thể làm cái việc mà giống như kiểu là hiến đất mở đường, rồi phân lô theo cái dạng tư nhân, theo dạng hộ gia đình phân lô, thì họ có thể phân ra được những cái nền đất nhỏ. Thì cái việc này là phát triển rất là rầm rộ trên Bảo Lộc trong vài năm vừa qua. Và bây giờ thì nếu đối với những cái loại bất động sản nào mà đã có sổ hồng riêng từng nền rồi thì anh chị cũng không cần phải lo ngại quá nhiều. Còn đối với các loại sản phẩm mà chưa có sổ ra từng nền thì anh chị lưu tâm nha thưa quý anh chị. Chính vì vậy mà tại sao khi Tùng muốn đầu tư về bất động sản thì Tùng luôn nói với anh chị về pháp lý là đầu tiên. Khi mà các loại bất động sản có sổ thì luôn luôn nó sẽ có cái sự chuẩn chỉ an toàn hơn. Thậm chí những cái bất động sản có quy hoạch 1/500 không có nghĩa là nó sẽ được ra sổ hoàn toàn nha thưa quý anh chị. Có rất là nhiều các vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề cái thời gian ra sổ cũng như là cái khả năng ra sổ của một cái dự án. Ngay cả chủ đầu tư họ làm chỉ cần sai một chút xíu thôi, hoặc là luật nhà nước thay đổi thôi là có thể làm cho khiến cho cái dự án đó sẽ bị ngưng ra sổ này, hoặc là bất cứ một cái thông tin nào đó ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là khi mà chúng ta mua một bất động sản thì tốt nhất là các bất động sản đã có sổ rồi thì cái việc mà nó sẽ an tâm rất là nhiều. Tùng cũng không biết là về cái dự án này, bởi vì thực tế là Tùng chỉ thấy trên báo này thôi, thì Tùng đưa ra một cái ví dụ như quý anh chị để trong cái việc mà mua bất động sản tại cái dạng farmstay này thì cái việc mà sổ luôn luôn là cái vấn đề quan trọng nhất. Đấy, còn cái việc mà dự án này có sổ hay không thì Tùng không rõ nha, tại vì trong mấy năm vừa qua Tùng có biết về cái trend này nhưng mà Tùng không có quan tâm nhiều, tại vì nó cũng khá là rủi ro. Từ cái việc mà câu chuyện mà từ Sài Gòn mà đi Bảo Lộc thì anh chị cũng tính là nó sẽ mất đâu đó khoảng cỡ 3 tiếng, 4 tiếng. Cái việc từ 3 đến 4 tiếng để di chuyển đến Bảo Lộc để có một cái dạng một cái căn second home thì Tùng thấy nó không có hợp lý cho lắm. Cho nên là việc mà nó phải cần phải chờ cái cao tốc Dầu Dây Đinh Khương cho có thể trong vòng vài năm tới. Và cái việc mà các chủ đầu tư nhỏ người ta các phân lô những cái nền ở đây nhìn hiện tại thì đẹp như vậy nhưng mà hiện tại nó sẽ không có cái người chăm sóc quản lý. Cũng như là những người mà duy trì cái cơ sở hạ tầng ở đây thì trong vòng vài năm thôi, nếu như mà không có người về ở toàn nhà đầu tư thì cái việc mà nó sẽ xuống cấp, hạ tầng xuống cấp và mọi thứ nó sẽ trở về mo là cái điều rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu như mà là một cái dự án lớn, một cái dự án mà có quy hoạch 1/500, có cái chủ đầu tư lớn quy hoạch bài bản về cái tiện ích, về cảnh quan, về đường xá, cơ sở hạ tầng, về những cái việc mà duy trì cái cơ sở hạ tầng đó thì nó sẽ có cái tiềm năng cao hơn so với cái việc mà tiềm năng về cái sử dụng lâu dài hơn là những cái dự án như thế này. Những cái dự án như thế này thì hầu hết là các anh chị mua vào đầu tư là chính, còn một số các anh chị mới mua có ý định mua ở thôi. Nhưng mà nếu như mà không mấy ai về đây mà xây nhà, liệu anh chị có dám về đây để anh chị xây nhà ở hay không? Bởi vì khi mà ở những một cái nơi đồng không mông quạnh, đồi đất trống đồi chọc như thế này thì cái việc mà cái cảm giác an toàn của chúng ta sẽ rất là khó, không có. Khi mà đặc biệt chúng ta ở Sài Gòn rồi chúng ta về đây mà đồng không mông quạnh, tối đến tối om cả khu ấy, thì cái việc mà khá là đáng lo ngại nha thưa quý anh chị. Rồi, đây là một số cái điểm tin mới về cái ngày hôm nay của Tùng về cái trend gọi là cái trend second home.
Đây là một cái trend rất là tiềm năng trong vòng vài năm tới và chắc chắn là nó sẽ còn phát triển nhiều. Ở các cái khu vực mà anh chị có thể quan tâm, ví dụ cho cái trend này anh chị có thể quan tâm cái khu vực ví dụ như là Nhân Trạch này, khu vực Cần Giờ này, hoặc là khu vực Long An, những cái nơi mà có cái bất động sản nông nghiệp mà nó còn giá thành rẻ. À, thì anh chị hoàn toàn có thể quan tâm sở hữu cho mình một cái bất động sản nào đó. À, có thể sau này chúng ta sẽ về chúng ta làm một căn nhà cấp 4 hoặc là chúng ta làm một căn biệt thự để chúng ta có thể có một cái nhà sân vườn, một cái căn second home của chúng ta ngoài những cái bất động sản nằm tại thành phố. Rồi, cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip ngày mai.